giờ này cũng có một chiếc ghe chạy ngang chỗ sạt lở và đang cố gắng chạy lên các bạn. Chắc này là đang thấy luôn cái ghe chạy quá trời luôn các bạn. Phải nghiêng các bạn, phải cố gắng lắm luôn mới qua được nha các bạn. Đang chạy qua chỗ sạt lở nè, làm cho nước rất là xiết và rất là trôi, làm cho ghe chạy rất là khó khăn các bạn. Hồi nãy thấy trời ngược luôn hả cô ha, thấy ghê hả cô ha. Dạ, vậy là chiếc ghe trời ngược trở lại luôn, chạy qua không nổi. Dạ, đây là chỗ này nước chảy cũng nhiều quá ha cô ha. Cái mạnh. Dạ, nước mở sấy nữa ha cô ha. Dạ. Ở đây thường thường ghe chạy là chạy hết hả cô ha? Dạ, chạy sống giữ dần sống. Sao này chạy sống không quý vị? Chạy ngang khu sạt lở của xe đét này các bạn. Được lắm hả? Nước chảy sấy dữ dằn lắm, nó cay lắm. Nước gồng, nước cạn là sấy sấy dữ dằn luôn, sấy nghe lên không nổi luôn đó. Và anh nghe, anh nghe nói hồi trước là bên kia cũng có bị sụp nữa không? Bên chùa? Có sụp lần rồi. Lần kia cũng có sụp lần rồi mà nó đỡ. Ở đây bị nặng nhất. Lần này nặng nhất ha. Cái ghe nào mà chạy mà chậm qua khúc đó không qua nhanh là mất chớn là nó chạy lại nữa. Chạy sống giữ dần sống. Sao này chạy sống không quý vị?
cái bữa sụp là ông có ở đây đúng không? Dạ hả? Ông ở lại đây ngày gần đây ha? Chú đã chiều, buổi chiều nào cũng lại đây chơi chứ ha? Không có ha, ít ha. Dạ. Không có lại chứ không phải là. Dạ. Có đi ngang, bên nào đi uống cà phê chơi. Ờ, ông thấy cái cảnh tượng sụp như thế này thấy sao hả chú? Sợ hả chú? Sợ chứ. Ờ, vậy là trước lần kia có sụp nữa hả chú ha? Nhà nước làm bờ kè. Dạ. Làm bờ kè hai lần. Làm bờ kè hai lần luôn. Ừ, sụp luôn. Lần đầu thì đóng chạm. Đóng chạm rồi cái hút đất đổ vô. Dạ. Cái đất đổ vô. Hàng 7 Tết đi xuống cái nữa. Sụp đầu cái trước. Vì là sụp hai lần luôn. Ừ, thì đúng cái là sụp hai lần. Dạ. Tết rồi mới làm đóng dừa nè chú. Dạ. Dạ đóng dừa đó chứ tôi sao xong rồi. Dạ. Là sụp lúc đó là lớn bằng lúc này không chú? Hơn cái này. Hơn nữa hả? Ừ. Dài mà. Dài hơn nữa hả cô ha? Đâu từ đây mà lại qua khỏi cái đi đó. Dạ. Các bạn, trước đây là đoạn đường này có sụp một lần nữa các bạn. Và chú nói là đã hai lần làm bờ kè. Rồi mấy được như thế này các bạn. Bây giờ thì lại sụp lần đầu này các bạn. Làm việc cố hả? Dạ. Chú, theo chú nghĩ cái đoạn đường này lý do sao mà nó sụp hết đoạn này để đoạn kia ta? Theo độ, bởi vì hồi xưa, hồi trước cán có múc á. Múc như này, múc như này. Múc lên tới, lại tới cái chùa đó đó. Tại sao không múc nữa? Phải múc nữa, còn lỡ chịu. Dạ. Chứ là hồi lúc mà đầu tiên làm đường đó, thấy không đạp nè. Đạp cái thịt của mình. Không nói nhưng mà cái thịt ở ngoài nó còn. Còn. Nhưng mà bị gì múc hồi sáng mà múc á. Sáng mà sáng. Hồi xưa con nghe nói là cái sáng mà loại sáng hút á, hút qua khu dân cư đúng không chú? Xuống dưới kia. Bà ba chịu hả? Dạ. Em là đi xuống mà chỗ phường 2 là để làm bến xe gì đó. Dạ. Là hút đoạn đường này. Vì lại cái sông này chắc sâu lắm ha. Sâu, sâu mà không sâu cũng sâu nữa chú biết sao? Tại vì ghe lớn đi không vậy, vậy ha, nên cái chuyện dịch nó đã đó. Đúng rồi. Khi mà nó vừa dướng kẹt cái là nó quậy dữ lắm. Dạ. Ghe lớn đi không? Ghe lúa là ghe 100-200 tấn với xà lan rồi. Ghe lúa không thành vấn đề. Ghe cát. Ghe cát vô đây nhiều ghe hơn. Ghe cát vô đầy lắm. Xà lan nè. Ghe đó nó mới khẩm mới dữ. Dạ. Sát đá sông luôn á. Theo con nghĩ là mình ở đây dòng sông nhỏ nó đỡ hả chú ha? Nếu mà dòng sông lớn nó còn sạt nữa. Rồi chú biết không? Sông cái lòng. Dạ. Thì ở trên này nó cứ xuống xuống cho nó lại. Sao con thấy ở đây sao nước nó chảy nó quặn quá ta? Là lý do là sao? Nhiều đường khúc cua mà. À, cua là phải quặn hả chú? Dạ. Ở đây là khu dân cư mà bà con nó chảy chưa rất là đông nữa. Nghĩa là coi như là hồi xưa tới. Dạ. Ở đây hồi xưa tao thiên lập địa. Để mình zoom cho các bạn xem nha. Lên thì nói là ghe này chở chấu rồi nó yếu rồi cái hàng rồi chia xe lại xà lan đó, ghe nó phiêu luôn mà chạy không lên, nó sưng lên luôn các bạn. Đây lên rồi. À, để mình zoom cho các bạn xem chỗ sạt lở nè, nước chảy khủng khiếp luôn, ghe chạy hết lên luôn rồi. Trôi luôn, trôi chơi ngược cái lên luôn các bạn. Nước chảy cái này chạy hết dầu chưa lên tới đây nữa. Ghe chạy hết lên luôn rồi. Lên, đó điều mà chạy ra lớn lên mới được. Thêm nha. Dướng cho cái bằng kìa. Vượt qua được khúc này là đi được hả? Khúc đó xiết đó. Ở đó ngay cua mà. Rồi, chắc kỳ trở lại quá. Lên tới đây là nó hút lại hả chú hả? Dạ, có đẹp luôn kìa. Rồi. Bị siết lắm nha các bạn, mà nó hút xuống nữa. Ngay lúc này thì nó quặn á, cho nên là kia nó có chạy. Và dẫn đến cái việc sạt lở
3 căn nhà ở đây nè các bạn, và 11 hộ dân đang bị ảnh hưởng các bạn. Qua được ghe này, qua được khúc này chắc cái lít dầu quá. Rồi vậy là được các bạn. Vậy là ghe đã qua được các bạn ơi. Quá hên. Các bạn thấy cái tốc độ ghe chạy rất là nhanh các bạn, nhưng mà ngang khúc đó thì nó không chạy nổi nha các bạn. Tốc độ ghe chạy rất là nhanh luôn. Nhưng mà cũng không biết sao thì ngang đó thì ghe không chạy nổi các bạn. Các bạn thấy tốc độ nạp nước không? Qua cái cua đó xong ghe chạy lại bình thường, tốc độ bình thường nha. Do cái ai đó thì nước nó rút nó đổ. Giờ thì điện lực cũng đang chuẩn bị nhổ cột các bạn để làm bài đường dây cho các hộ dân ở tại nơi đây để có điện sinh hoạt, và cũng là một con lộ giả các bạn, lộ giả để người dân đi tới luôn. 12 hộ dân, 11 hộ dân và một hộ rớt dưới sông hoàn toàn các bạn. Đây mình sẽ zoom cho các bạn xem nhé. Đây là nơi xã Tân Phú Đông của thành phố Sa Đéc các bạn, ngay dốc cầu Đốc Hữu Hiền. Các bạn thấy căn nhà khi nước lớn lên rồi các bạn. Các bạn cẩn cảnh xem ha. Đây là căn nhà đã được tháo mái rồi các bạn. Và nước đang tràn về. Phía trước chúng ta đó là một căn nhà có người ở đó các bạn, gồm 6 thành viên. Đây em sẽ các bạn gần căn nhà luôn. Nước chảy ghê các bạn. Đó, bên kia thì đã làm một con đường giả cho bà con đã đi, và một số nơi thì đã căng cao su và chàm các bạn để cho tránh cái sự nước xối nè các bạn. Đây các bạn xem cái chỗ này nó quặn lên nè các bạn. Đó các bạn thấy nè, nước nè các bạn. Đây ngay chỗ sạt lở nè các bạn, thấy nước sấy mà bụi cây ở dưới nó phật phật lên luôn các bạn thấy không. Đó mà cái gông rồi đó bận nữa các bạn thấy dữ dằn các bạn. Đây và ghe tàu chạy đến đây là chạy lên không nổi luôn đó các bạn, chứ không phải chơi như các bạn. Đây đa phần bà con ở là sát mí, sát mí sông. Giờ rất là lo không biết cái tình trạng sạt lở này đến bao giờ mới kết thúc. Đằng kia thì mấy chú vấn đề thời gian thì bên điện lực đang chuẩn bị tháo đường dây điện các bạn. Ở phía trên nó để sợ những trụ điện này sẽ rớt xuống nguy hiểm cho bà con. Hôm nay là tại nơi đây. Ơi đằng đó cái thùng kìa, cái thùng nó trôi xuống kìa. Tới cái mí lưu rồi đó. Đâu? Đó. Trắng trắng. Cái thùng trắng trắng đó hả? Ừ. Ngay chỗ mấy chậu bông đó hả? Ừ. Dướng chỗ đó cái tấm mí xu gì đó dần xanh xanh mất lại đó. Chỗ đó nghe nguyên cây dừa luôn à. Ừ. Dừa bọng thì sụp xuống hết trơn, nhà còn sụp nó chi dừa. Nhưng mà may mắn là không có thiệt hại về người thôi. Dạ, giờ bên kia thì chúng ta thấy áo đỏ đỏ đó các bạn. Đó là những anh điện lực của thành phố Sa Đéc đã đi vào đây để tháo những cái dây điện, để hạ cái trụ điện đó các bạn. Hạ cái trụ điện nó xuống để sợ
sẽ ngã trụ điện đó và làm hại đến người dân. Vì nghe nói là ở phía dưới các bạn, phía dưới đã bong lỏng hết, không còn cái chân bám trụ của cái trụ điện các bạn, vì nó sát bên chữ sạt lở luôn. Đây các bạn thấy, đây mình cho các bạn xem cận cảnh nha. Đó, nơi sạt lở các bạn. Đây là nước lớn, thủy triều đang lên các bạn. Nước từ sông Tiền chảy vào nơi xã Tân Phú Đông. Ở phía bên kia điện lực đang vô cuộc. Hướng này là chúng ta đi ra đò của chợ Sadec. Và hướng này là chảy về xã Tân Phú Đông của chú anh chị. Và hiện tại thì điện lực đang vào cuộc để hạ dây điện và cắt dây điện để ảnh hưởng đến các hộ dân. Vì nơi đây là 11 căn nhà đang bị cô lập, không có đường đi vì sập luôn cái đường đi các bạn. Và 3 căn nhà đang sạt lở với sông, và căn nhà này đang ở dưới sông rồi các bạn. Đây là có ghe du lịch luôn. Mình sẽ zoom ra cho các bạn xem ha. Ở bên sông thì lực lượng của xã điện lực của tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị hạ cây trụ điện thứ nhất và cây trụ điện thứ hai đằng kia các bạn, ẩn trong cái khuôn khổ mà sạt lở các bạn. Vì hai cây trụ này các bạn, hai cây trụ này đã cập với cái mé sông sạt lở và dưới chân không còn trụ được nhờ sợi dây điện ở trên nó kìm lại. Cho nên là các anh điện lực quyết định là hạ trụ xuống các bạn. Vì nếu để thì có thể sẽ bị ngã, nếu ngã thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân ở gần đây. Thì chúng ta sẽ xem các anh điện lực hạ trụ nha các bạn. Và nơi đây thì nghe người dân chia sẻ thì thường xuyên nước chảy rất là xiết, và ghe tàu thì chạy ngang đây rất là khổ sở các bạn. Và chúng ta xem hạ trụ nha các bạn. Thì đây qua bên sông là cũng rất là gần nha các bạn, khoảng từ 35 đến 40 mét thôi nha các bạn, cũng rất là gần, không có xa các bạn. Bờ bên kia rủ bờ bên đây nhậu các bạn. Đây tao cũng sợ thấy bà chứ gì. Đây là muốn giờ một cây trụ điện cũng rất là khó nha các bạn, phải rất là nhiều dây. Chú thấy sụp sao chú? Thấy quảng hồn không chú ha? Quảng hồn luôn, gần gần. Dạ. Sụp chân rồi.
Dạ. Là cái căn nhà đó của chú bên đó đó hả? Đúng rồi. Nhà của chú luôn hả? Nhà tôi. Dạ. Bây giờ hiện giờ chú sống ở đâu? Cũng ở bãi nhưng mà gửi xe nhà bác về vừa vừa đi cũng được. Dạ. Dốc cây đi bộ mà. Dạ. Nhà kia. Hôm qua có mấy đứa gần đi đâu đây cũng chụp hình, mấy họ chụp hình mà nhớ nghĩ nữa mày này muốn giúp đỡ cho. Dạ. Nó không có không bây giờ có. Dạ dạ. Nếu như mày này muốn hỏi đi chụp hình quay phim gì, nếu để tôi gửi cho mày này muốn gửi cho mấy ông số. Dạ. Giúp đỡ mấy ông số. Rồi con cảm ơn chú nha, chúc chú cuộc sống vui vẻ nha. Cái căn nhà của chú bị sập xuống vậy rồi có con cháu vậy trong đó không? Không có. Dạ. Không ai. Không ai nhà chứ. Mình quay với bà nhỏ nhờ chú vợ ơi ông. Sập nhà em đâu mới ra chị đưa ngoài đưa xuống dầm dầm. Rồi lúc đó chắc hết hồn biết rồi. Đây sập trước, bây giờ sập trước. Dạ. Tôi ra ngồi về nhà hàng 3 xuống xíu mới ra, đưa nghe kể cũng ghê. Nghe chú kể rất là tội nghiệp các bạn. Và chú sao chú ngồi bên đây, bên đây? Qua nhỏ bà Hiếu đi. Dạ. Vậy là giờ gia đình mình bắt đi ở nhà của bà con hả chú? Nghe chú ở nhà. Bây giờ nhà mấy triệu tháng còn khúc nhà trên ha. Khúc dạ. Nhà đây thì mướn nhà đó bị ở xã cho tiền á. Dạ. Có cho tiền đó là tôi đóng ra cho tiền. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Buông xã rồi. Đây là các anh điện lực đang hạ dây xuống trước nha các bạn. Đang hạ dây điện xuống xong rồi mới hạ cột các bạn ơi. Phía đây là nhà của anh Khanh đó quý vị ha. Để mình dùng cho quý vị. Đây là các anh đang chuẩn bị hạ dây các bạn, hạ dây điện trước rồi mới hạ cột nha các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai anh em mình đứng quay nơi sạt lở 10 giờ. À, 11 căn nhà bị ảnh hưởng là một căn nhà của anh Thanh, là một cái căn nhà là cố định đó, kiên cố đó, bị và hai căn nhà phía đây là hảo tạm là ba nha. Các bạn thấy nước lớn lên thì căn nhà này nó lút luôn các bạn. Ở chỗ này cột điện nó cuối rỡ động động có 3 cây lắm mà. À, nước lớn lên cả căn nhà lút càng lút luôn rồi. 3 cây lắm rỡ. Nước rộng thì thấy cái nhà lội lên, hay là nước lớn cái thấy nó lút xuống luôn. Thấy cái nhà đó sát 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 không? Ở đây nước cái ghê không các bạn? Kinh khủng. Nước sấy rồi nó xiết. Cái này nhảy xuống ra đó trôi tới mình lặn luôn.